trong tất cả các pháp đó, có một pháp nổi trội, đó là tánh biết. À, nãy giờ các vị thầy nói là các vị ngồi nghe, sao mà nghe được, sao mà hiểu được? Tất cả đều nhờ tánh biết cả, phải không? Thầy đã lấy ví dụ rồi, thầy nói bây giờ tất cả mọi người đang ngồi đây, thầy giơ tay lên, ai cũng biết giơ tay. Thầy để tay xuống, ai cũng biết để tay xuống. Thầy đang nói âm thanh phát ra, ai cũng nghe. Tánh biết ở nơi mỗi người là cho dù không có bản ngã, tánh biết vẫn biết như thường, chứ không phải là nhờ có cái bản ngã mới biết đâu. Ngược lại, chính cái bản ngã mới là che lấp cái tánh biết đó. Cái mà che lấp sự thật á, cái mà làm cho mình không thấy được sự thật á, chính là cái bản ngã, tư tưởng, thời gian đó, ý niệm, khái niệm, quan niệm, tất cả những cái đó là những cái mà che lấp cái sự thật. Cái này là mình có thời giờ á, cho nên là thầy không có nói được cái mà cái panyati với paramattha. Paramattha là cái sự thật như nó là, còn panyati đó tức là cái mà mình chỉ quy định ra mà nói thôi. Cái quy định đó có nhiều khi nó không có, mình quy định ra với nhau vậy thôi chứ còn nó không có thực. Thì á, cái tánh biết á, vốn là mỗi người khi sinh ra là ai cũng đã có một cái tánh biết. Nếu cái tánh biết đó không bị bản ngã che lấp thì nó ngay từ đầu nó đã là có ba đức tính. Cái tánh biết á, vốn nó nếu mà không có bị che lấp gì cả thì nó sẽ hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Tại vì á, nó không định tĩnh cho nên nó không sáng suốt, không sáng suốt cho nên nó mới làm tầm bậy, nó mới là không trong lành. Chứ còn á, nếu mà không có bị gì che lấp, không bị tham sân si, không bị bạn ngạ gì che lấp hết á, thì tánh biết luôn luôn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Cái hiện tại thôi, chứ không phải là nói để con thiền thêm 10 ngày nữa mới sáng suốt, định tĩnh, trong lành, không phải vậy. 10 ngày đó làm che mất thêm cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó thôi. Còn bây giờ chỉ cần buông cái mà cái tư tưởng, cái bản ngã nó xuống đi thì lập tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. À, cho nên vốn á, nếu mà cái tâm không bị che lấp gì cả đó thì vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. À, cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là gọi là từ tánh giới định tuệ. Từ tánh giới định tuệ, cái đó nó sẵn có ở nơi mỗi người. Mà cái từ tánh giới định tuệ đó là nó hoàn toàn viên mãn ngay từ đầu. Cho nên khi mà ngài Huệ Năng mà ngài mà giác ngộ thì ngài liền nói: ủa, hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc. Không ngờ là từ tánh là nó đã đầy đủ hết trơn rồi, ta đâu thiếu gì đâu. Mình lại muốn là vẽ rắn thêm chân, tức là mình muốn ngồi mà cố gắng cái bạn ngã này. Bạn ngã nói rằng là chưa đủ, để tôi thêm vô. bạn ngã chưa chịu bằng lòng với cái pháp đang đầy đủ. À, là bởi vì sao? Bởi vì có khởi lên tham sân si. Còn nếu không khởi lên tham sân si á, thì các pháp vốn là đầy đủ hết rồi. Pháp vốn từ đây, ngay đây, ngay mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, thầy thường hay nói đó. À, ngay nơi đây mình đang đứng đây là đầy đủ hết rồi, không có thêm bớt gì cả. Bởi vậy mới nói là bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Nhưng đó là thì cố không trung. Không, đó là không gì, không cái bạn ngã tham sân si chứ không gì. Chẳng phải không, có nhiều người tưởng đâu là không, tức là nó không có. Không có làm sao mà mình cầm cái ly mình uống được? Không phải là không có cái kiểu đó, mà trong cái đó không có bạn ngã tham sân si. Không có bạn ngã tham sân si cho nên mới gọi là ngũ uẩn giới. Còn mình khởi lên á, khởi lên tham sân si tức là đang tạo ra một cái ngũ uẩn. Hôm trước á, là thầy giảng lược một số cái bài, bởi vì thấy kinh nghiệm mấy lần trước á, nó nói nhiều quá, dài quá. Thế còn có một cái đoạn thầy nói về ngũ uẩn. Ngũ uẩn là một sự hình thành trong cái sự tương tác giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị xúc pháp. Nó thành ra ngũ uẩn, chẳng có gì ngũ uẩn nào hết trơn á.
Mà cái ngụ uẩn đó đó là một cái sự tương tác tự nhiên, là mình lại ảo tưởng cho đó là bản ngã, cho nên muốn thế này muốn thế kia mới tạo dựng ra cái ngụ uẩn theo ý mình. À, thì khi tạo ra ngụ uẩn theo ý mình, dù cho cái ngụ uẩn đó mình đặt tên nó là niết bàn hay là được tên cái gì đấy nữa, thì nó cũng vẫn là luân hồi sinh tử. À, cho nên á, cái thứ nhất là pháp vốn đầy đủ, và cái thứ hai đó là tánh biết vốn sáng suốt định tĩnh trong lành. Như vậy á, cho nên mới gọi là quy y Phật pháp tăng. Tại sao mà mình nói quy y Phật pháp tăng? Là bởi vì á, mình phải trở về nương tựa nơi sự sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Trở về nương tựa nơi sự sáng suốt gọi là quy y Phật. Trở về nương tựa nơi sự định tĩnh gọi là quy y pháp. Trở về nương tựa nơi sự trong lành gọi là quy y tăng. Vì Phật tức là cái bậc giác ngộ, tức là bậc đã hoàn toàn sáng suốt, cho nên á, cái đức tính sáng suốt là chính là cái ý nghĩa của cái chữ Phật đó. Còn định tĩnh á, khi định tĩnh á thì khi đó mới thấy được sự thật. Còn mà mình mà không bình tĩnh sao thấy được sự thật, phải không? Cho nên á, cả trầm tĩnh, bình tĩnh, định tĩnh thì lúc đó mới thấy được sự thật. Cho nên á, là quy y pháp tức là quy y sự thật. Quy y sự thật thì phải định tĩnh. Còn trong lành, trong lành tức là hiền thiền chánh trực, chân chính, chính xác, à, thì đó là cái là tăng. À, tăng là sango visuddho, tức là tăng là thanh tịnh. À, trong lành ở đây có nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là hành động, thân khẩu, ý đều thanh tịnh. À, đó gọi là tăng. Đây gọi là tăng sango visuddho. Như vậy á, quy y Phật pháp tăng có nghĩa là mình nói quy y Phật pháp tăng, trên thực tế là mình cứ luôn luôn quy y bản ngã. Mà bản ngã đó, nếu mà so sánh với đạo Thiên Chúa đó, thì bản ngã tức là quỷ sa tăng. Vậy thì quy y bản ngã có nghĩa là mình theo quỷ sa tăng chứ không phải là theo Phật pháp. Thường hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt gọi là quy y Phật. Thường hành động, nói năng, suy nghĩ trầm tĩnh, định tĩnh là quy y pháp. Thường hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành là quy y tăng. Bởi vì quy y là một hành động cụ thể, cái gì quy y mới được. À, thì quy y là trở về nương tựa, thì cái gì trở về? Ở nơi mình nó có bản ngã đâu mà trở về, thì chỉ có hành động, nói năng, suy nghĩ. Bây giờ hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt đó là quy y Phật. Hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh là quy y pháp. Hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành là quy y tăng. Vậy thì ở đây mình đặt thêm một câu hỏi là hằng ngày mình quy y Tam Bảo hay là quy y bản ngã hay là quy y quỷ sa tăng? Tại sao mà Đức Phật ngài nói một câu kệ thì có vị đã đắc đạo quả A-la-hán liền? Nếu như cái vị đó đó mà phải tu giới định tuệ, giới này giới kia, rồi phải tu bao nhiêu thiền định này nọ, rồi phải là tu đắc tuệ này tuệ kia rồi mới là đắc quả A-la-hán á, thì tại sao cái vị này là đang ngoài đạo mà nghe Đức Phật ngài giảng cái là đắc quả A-la-hán liền là sao? Bởi vì vị đó giác ngộ ra hai điều. Một là pháp vốn đã tự đầy đủ, có gì để thêm bớt cả, đừng có đem bản ngã ra mà thêm bớt cho mất công. Đừng có nói cái này tình, cái này là bất tình, cái này là tình, cái này là nên lấy, cái này nên bỏ, không phải như vậy. Cái đó là bản ngã nói. Thế còn pháp á thì là khi một người thanh tịnh thì các pháp đều đã thanh tịnh rồi, cho nên không có làm gì nữa hết trơn, không có cái gì để mình phải làm thêm nữa hết á. Cho nên đạo Phật mới là không vô tướng vô nguyện. Cửa không là không vô tướng vô nguyện. Không là không gì? Không là không có bản ngã tham sân si. Vì không có bản ngã tham sân si cho nên không cần tạo ra tướng gì cả. Tạo ra tướng gì cũng là cái tướng luân hồi sinh tử hết. Ví dụ như mình muốn tướng định
tướng an lạc, tướng gì đó, tất cả tướng gì mà mình tạo ra đó, tướng là phát xuất do tưởng, tưởng là tư tưởng, tư tưởng thì có thời gian thì có luân hồi sinh tử, nó rất rõ ràng, cho nên á là vô tưởng và vô nguyện. Vô nguyện bởi vì mình đâu cần phải nguyện ở đây, tức là tham vọng á, tham cầu á, tức là giờ mình tham cầu cái gì? Vì cái khi nào mà mình không đầy đủ mình mới tham cầu nhé. Còn bây giờ này mình đã thấy đầy đủ rồi thì tham cầu làm gì? Thì cứ ngay tới từng giây từng phút là nó đầy đủ rồi mà tham cầu làm gì nữa? Cho nên là không vô tướng vô nguyện. Cho nên nó vô tác. Vô tác tức là đã không vô tướng vô nguyện rồi thì không có việc gì để tác cả. Không có chuyện gì để làm cả. Đây là thầy nói thái độ nghe, chứ không phải là chứ còn làm tùy duyên thì vẫn làm. Cái mà làm tùy duyên thì vẫn làm, nhưng mà thầy nói đây là thái độ đối với việc làm đó, hoặc là đối thái độ đối với trạng thái, đối với cái điều kiện đó. Cho nên là nhớ cho kỹ cái chữ thái độ. Đó. Thì không làm ở đây là cái thái độ không làm, chứ không phải là không làm. Cho nên mới lão tự mới nói là vô vi như vô bất vi, tức là làm tất cả mọi việc nhưng mà vẫn vô vi. Vô vi tức là cái làm tất cả mọi việc nhưng vẫn thái độ bên trong vẫn là không có bản ngã tham sân si. Đó. Cho nên á, bữa trước á, thầy có chỉ cho một cái cách cho mọi người, cách lúc đầu, cái bài đầu tiên á, thầy nói về bây giờ tập thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. Thực ra khi mà thầy cái bài đó thầy đề, cái đề đó là thảnh thơi vô sự. Cho nên có một cái vị thiền sư nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyện hóa không thân tức Pháp thân. Hoàn toàn chính xác, đó là vì đó là đại giác ngộ rồi đó. Bởi vì á, thật ra tuyệt học vô vi mới được. Tuyệt học vô vi là ngay đây là mình đã là thành nhàn đạo nhân rồi. Tức là mình đi đứng đi lui đi tới làm việc gì tất cả tùy duyên thuận pháp mà làm, không có chuyện gì trở ngại cả. Đói thì ăn, khát thì uống, nhà dơ thì quét, đại khái vậy. Lớp học đông người thì lấy thêm ghế, trường đó là trường tùy duyên thuận pháp. Cho nên á, trong đó cái vô vi vô tác gọi là asankhata. Akata là asankhata, tức là không có tạo tác. Thế thì á, thực ra không tạo tác tức là không làm gì cả, chứ tại sao lại phải ngồi tú? Tại sao lại phải ngồi tú? Bởi vì á, bây giờ ngay tại đây tất cả mọi pháp đều từ pháp nó sẽ đến. Bây giờ anh muốn là nó pháp cũng đến. Thí dụ như thế này, mình cứ ngồi đây một hồi á là nó sẽ đói bụng à. Đói bụng thì tự nhiên là phải đi nấu ăn. Nấu ăn ăn à, cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, đó là thuần pháp, tùy duyên thuần pháp. Bao giờ mình có thể ngồi yên được cả? Cho nên cứ yên tâm đi. Tức là mình không làm gì cả thì pháp cũng sẽ chỉ cho mình làm cái gì. cứ yên tâm không? Pháp chỉ rất kỹ, rất rõ. Tại vì người ta làm theo bản ngã cho nên càng ngày mới làm cho cái thế giới nó loạn lên. Thế còn nếu một từ hồi xưa đó mà có ai chỉ cho mình là ngay từ đầu mà làm theo pháp thì đã không cần, không có những cái thứ này, mà nó vẫn cứ văn minh như thường. Nó vẫn cứ văn minh. Ví dụ như văn minh là gì? Ban đầu mình đi nấu ăn, bây giờ đói bụng thì mình đi nấu ăn. Nhưng ban đầu nấu ăn á thì mình lấy bẹ cây xuống đun thì nó không cháy. Không cháy thì mình phải phơi lửa, phơi khô, đem ra nắng phơi khô cái đã rồi mới đốt mới cháy. Thì cứ như vậy mà dần dần nó thành văn minh, chứ văn minh gì đâu. À, văn minh là cái gì? Văn minh là một cái quá trình nhận thức và điều chỉnh để làm cho nó đúng hơn, để cho nó làm đúng hơn cho thầy nói tốt hơn, mà thầy nói đúng hơn. Mà nói tốt hơn là có nó có tham á, thầy cũng nói tốt hơn, mà thầy nói đúng hơn thôi. Tại làm sai giờ làm lại đúng vậy thôi. Mà cái đó pháp dạy mình hết, tự nhiên pháp sẽ dạy mình hết trơn. Nếu mình làm biếng cái rồi thế nào nó cũng có chuyện gì nó xảy ra để làm mình hết làm biếng. cứ tin đi. Kỳ lạ lắm.
Như vậy á, thực ra là cái mà đầu tiên á là buông xuống, đầu tiên mà cũng là cuối cùng luôn á. Nói như cái sa mực thì là đầu tiên mà cuối cùng, là tức là nếu mình thực sự buông cái ngã xuống thì có vị đắc quả A La Hán liền. Nhưng mà cũng có người buông cái ngã xuống là mai mốt ngã tới lại. ngã tới này là buông nữa. Cứ làm hoài thế thôi, chỉ làm một công việc thôi. Nếu có tu đó là tu một công việc thôi, đó là tu buông cái ngã ra thôi, chứ chẳng có cái gì để tu hết trơn á. Nhưng mà nói buông á thì cũng cần buông, bởi vì cái ngã là nó ảo, cái ngã nó không có thực, ngã chỉ là một cái ảo tưởng thôi, cho nên nó không có. Vì vậy cho nên á, muốn buông á thì chỉ cần lấy sáng suốt định tịnh trong lành mà niệm. À, thành ra cái pháp đầu tiên mà của thầy hướng dẫn đó là chỉ cần để tâm buông, buông tất cả mọi cái ý đồ của bạn ngã ra đi, thì tâm nó sẽ sáng suốt định tịnh trong lành để thấy tất cả các pháp. Khi không còn cái bạn ngã, khi vắng bóng cái bạn ngã, tôi bây giờ vắng bóng 1-2 phút cũng được, 1-2 phút, có khi mấy giây thôi cũng được. Nhưng mà khi ngay khi vắng bóng cái bạn ngã thì tánh biết từ thấy pháp, mà tánh biết đã hoàn chỉnh, pháp cũng hoàn chỉnh, thì lúc đó lấy cái gì tu, tu gì nữa? Pháp hoàn chỉnh rồi tại sao mình lại tu cái gì cho pháp? Còn tánh biết á, cũng hoàn chỉnh rồi là thấy hết tất cả, mà mình tu là tu cái gì? Chỉ có một cái rất đơn giản thôi, đi đứng nằm ngồi hết tất cả mọi hoạt động trong đó đó, buông cái bản ngã ra thì liền lập tức cái sáng suốt định tĩnh trong lành sẽ thấy hết tất cả Phật pháp để làm. Cho nên bên tịnh độ, bên tịnh độ người ta nói là khi chết đi thì Đức A Di Đà liền tiếp dẫn, mà với điều kiện là phải niệm Phật. Vì sao vậy? Niệm Phật là để chi? Niệm Phật để buông cái bản ngã đi, để cho mình chỉ còn lại là ngay tại nơi mình đây là mình thôi, ngay tại đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi, chẳng còn gì nữa hết trơn á. Cái chữ A Di Đà Phật á, nó cũng giống như chữ Arahant Samma Sambuddho bên Nguyên Thủy, có nghĩa là thanh tịnh trong sáng. Thế cho nên mới có tịnh độ, mới có là vô lượng quán. Vô lượng quán tức là hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt, đó chính là tánh biết đó. Còn tâm hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm không còn bạc ngã tham sân si gì khởi lên, thì cái tâm đó nó là thanh tịnh, cho nên là tịnh độ. Cho nên mới quỳ tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hoặc là nói là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là cái tâm thanh tịnh là tịnh độ, và cái tánh biết lúc đó nó hoàn toàn sáng suốt là A Di Đà. Cho nên mới nói là khi chết đi, chết đi thực ra là chết cái bản ngã, chứ còn người mình chết thì thiếu gì người chết thần ngà quỷ. nó chết mà chết cái thân này thôi, thần ngà quỷ cho nên đâu có thần cái gì được. Nhưng mà chết cái bản ngã đi đó thì lúc đó tánh biết sẽ hoàn toàn là dẫn dắt cho mình hết, cho nên gọi là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Cho nên mới nói rằng Đức Phật A Di Đà là một cái vị Phật mà đã thành Phật từ vô lượng, từ vô thị đó. Tức là cái tánh biết của mình á, nó từ vô thị nó đã là biết sáng suốt rõ ràng rồi, tại cái bản ngã mình nó che lấp thôi. Khi mà người ta nói là bây giờ chỉ cần niệm Phật A Di Đà, chứ không cần tu gì nữa hết trơn á, là hoàn toàn đúng. Tức là sao? A Di Đà đây chính là tánh biết. Tức là bây giờ nếu nói cách khác, chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thì không cần tu theo bất kỳ ai nữa hết trơn. Thiền tông á thì nói là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Là bởi vì sao? Vì tánh biết mọi người là rõ ràng ràng đó. Bây giờ Đức Phật ngài cũng chỉ để cho mình thấy ra được pháp, biểu mình phải quy y Phật pháp tăng trở lại, tức là phải trở lại sáng suốt định tĩnh trong lành. Vậy thì ngay nơi sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà thấy pháp. Hay nói một cách khác là Đức Phật Thamma nu Thamma patipanno viharati. Đức Phật ngài nói rất rõ ràng, tức là sống thuần với pháp, sống hoàn toàn thuần với pháp. Thamma nu Thamma patipanno, theo. Patipanno có nghĩa là làm theo.
Viharati là sống, tức là sống theo pháp hay là tùy thuận pháp. Mà pháp á, thì nó đã sẵn có hết trơn rồi. Hà kỳ từ tánh bộ từ cụ túc, mọi người đều có sẵn hết rồi, không cần phải đi tìm bất kỳ ở đâu hết. Ngay nên mình đây thôi là đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ cần trở về trọn vẹn với nó, gọi là chánh niệm, và sáng suốt không bị bất kỳ cái gì che lấp, gọi là tỉnh giác. Có một chữ hết sức quan trọng mà sau này thầy mới hiểu ra. Thường mình nói chánh niệm tỉnh giác thôi, chứ còn chữ tinh tấn thường đúng là phải nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà chữ cái từ tinh tấn thì người ta quá hiểu lầm á, tưởng tinh tấn tức là một cái cố gắng của bạn ngã để đạt được cái gì đó, cho nên nó sai. Sau này thầy mới phát hiện ra một cái, té ra cái từ tinh tấn này đó là không buông lung, không phóng dật theo ý đồ của bạn ngã. À, tức là khi mình không còn theo bạn ngã nữa thì nó tự động chánh niệm tỉnh giác. Mà còn chạy theo cái bạn ngã để mà cố gắng làm cái này cái kia đó thì chỉ là cố gắng để tạo ra cái ngôi nhà, tạo ra cái luân hồi sinh tử, chứ không phải là buông bỏ cái mà phóng dật buông lung theo bạn ngã. À, nói theo ngôn ngữ mà thầy thường nói đó là buông cái bạn ngã thì ngay đó có chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì buông bạn ngã thì mình đâu còn chạy theo cái gì nữa, thì nó trở về với tâm, trở về với pháp, thân tâm nhất như. Khi thân tâm nhất như thì lúc đó sẽ không còn ai, không còn, không phải là có một cái người nào thấy pháp cả, mà ngay cái tâm thấy thực tại đang là, thì đó là cái thánh biết. À, vì vậy cho nên á, thầy nhắc lại này, nếu như một cái người mà giác ngộ ngay cái là mình buông ra ngay tại đây thì tánh biết liền sáng suốt định tịnh trong lành và soi sáng mình tất cả mọi cái, thì người đó không có chuyện gì để tu được cả. Bây giờ hằng ngày cứ đi vào đi ra, tất làm gì bất kỳ cái chuyện gì tùy duyên thuận pháp mà làm, tùy chúng sanh có ba cái tùy. tùy pháp, tùy pháp tức là tùy duyên mà thuận pháp, tùy chúng sanh tức là bây giờ ví dụ như mình ở trong chúng, mình ở trong cái chùa ấy, mà chúng ta làm sao mình cứ làm vậy thôi, ăn thua thái độ của mình thôi, chứ còn chúng làm sao mình cứ làm vậy thôi chứ đâu có sao đâu. Còn mình đặt ra thêm cái của mình đó là cái nó mới bạn ngã đó. Chứ còn bây giờ chúng ở đó, cái chùa đó, nó đặt ra vậy thì mình nhập gia tùy tục đó. Hay là mình cứ vô đó mình cứ làm theo đó thôi. Nhưng mà cái quan trọng không phải là cái điều kiện làm đó, cái chùa này làm kiểu này, chùa kia làm kiểu kia, cái đó chỉ là điều kiện, là trạng thái. Cái quan trọng vẫn là cái thái độ của mình đối với cái đó. Nếu một cái thái độ mà sáng suốt định tĩnh trong lành mà làm thì vẫn là niết bàn. Còn nếu như mà thái độ là bạn ngã khởi lên chống đối tham sân si thì đó là luân hồi sinh tử, cho nên vẫn là cái thái độ thôi. Đó. Thì đây á, một á là tùy thuần pháp, tức là đói ăn khát uống; hai là tùy thuần chúng sanh, à, là bây giờ người ta biểu là đi bên phải thì mình phải đi bên phải, mà qua bên Thái Lan người ta nói đi bên trái thì mình đi bên trái, cái đó là tùy thuần chúng sanh. Thứ ba đó, khi mà mình đã giác ngộ ra được thì chỉ không có gì để làm cho mình được cả, lúc đó chỉ còn là vô ngã vị tha, tức là chỉ có phục vụ cho chúng sanh thôi, phục vụ cho mọi người thôi, chứ còn không có gì để cho mình được cả, cho nên lúc đó gọi là tùy nguyện. Cái nguyện này là hành nguyện á, chứ còn không phải là trong con cái nguyện mà cái không vô tướng vô nguyện á là khác, cái nguyện kia là cái tham vọng, tham muốn. Còn cái nguyện đấy đó tức là do mình thấy cái việc gì cần làm có lợi ích cho mình, cho người thì làm. À, nhất là không phải là vì bản thân mình mà vì làm lợi ích cho mọi người thì mình cứ làm. À, mọi người tu, mình đi quét sân, ai vô tu, ai tu tôi thì để tôi đi nấu ăn cho. À, tại hai vậy. Thật ra những cái người đó đặt đạo trước. Tức là vì sao?
mình vô ngã trước. Vô ngã trước thì thấy pháp. Đắc đạo là gì? Thực ra không có cái đắc đạo đâu. Cái chữ đắc đạo đây có nghĩa là chứng, thực chứng pháp. Thực chứng mà chữ chứng là gì? Chứng là thấy thôi. Chữ chứng có nghĩa là thấy thôi, chứ đâu có đắc cái gì. Vì đâu có pháp gì mà đắc được. Quá khứ tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, cái đắc cái gì? Cho nên mới phải là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Cho mình muốn trụ cái gì? Ai trụ? Phải không? Bây giờ lúc đầu Đức Phật Ngài chỉ nói ngang đó, và đã có 60 vị thành A-la-hán rồi. Tức là 60 vị là không còn sống với cái bản ngã nữa, mà là sống với cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành, hoàn toàn không còn bản ngã, chỉ còn sống sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, thì gọi là A-la-hán. Chẳng phải là A-la-hán là cái cấp bậc mà như là đại tá hay trung tá hay thiếu tướng gì đó, không phải là đó, không phải có cái cấp bậc theo kiểu đó, mà là A-la-hán tức là không còn cái bản ngã nữa, không còn chạy theo bản ngã nữa, hoàn toàn là sống thuần pháp, sống vô ngã vị tha. Nhưng mà nếu như khi mà mình làm một cái việc gì, bây giờ con lên con lấy cái chai nước đỏ đỏ đỏ, con rót nước vô trong cái ly dùng thầy, rồi con để qua bên cái góc này cho thầy dễ lấy đó. Bây giờ khi mà thầy nhờ con lên rót nước thì để xem trong đó cái gì mà làm được cái chuyện đó, có phải là cái tánh biết không? Mà cái tánh biết đó, ví dụ như cái tánh biết đó mà con đang nghĩ chuyện trên trời dưới đất gì ấy, con có nghe thầy nói không? Như vậy là cần phải định tĩnh, phải không? Và con nghe thầy nói mà con biết được là lấy cái chai màu đỏ rồi rót rồi xong rồi đưa qua đây, thì như vậy tức là con sáng suốt rồi, không có bị gì chai lấp hết, phải không? Và con làm cái việc này có độc ác, có hại ái gì không? Đó. Mà con cũng không có nói làm cái này để có phước, có đồ gì cả, phải không? Như vậy là trong lành. Như vậy là khi con làm việc đó là hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, đúng không? Nhưng mà thầy chứng minh thêm một cái nữa, ngoài cái sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó, nó còn ứng ra được thêm ba cái điều nữa. Đó là khi con đi lên là con phải quan sát xem thử là chai nước nào là chai nước màu đỏ. Như vậy là con có quan sát, phải không? Con có chú tâm vào, hoàn toàn vào chuyện này, chứ không phải là khi làm chuyện này là con để tâm đâu, phải không? Như vậy chứng tỏ là con có chú tâm, phải không? Và khi con mở cái nắp chai ra rồi rót nước, xong rót ra ngoài mà là rót vô trong cái ly, là tài con có thần trọng, phải không? Như vậy có ba yếu tố nữa: quan sát, chú tâm, thần trọng. Từ cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành này mà nó ứng ra ba cái này. Từ sáng suốt định tĩnh trong lành tức là cái tự tánh giới định tuệ này, nó phát sinh ra ba cái yếu tố, mà ba yếu tố này là thầy là khi nói ra con mới biết, phải không? Nhưng mà khi con chưa nói ra, con vẫn là thần trọng chú tâm quan sát, phải không? Như vậy chứng tỏ rằng đây, thần trọng chú tâm quan sát này vẫn là vô ngã, đúng không? Tại vì đâu cố ý thần trọng chú tâm quan sát gì đâu, phải không? Thần trọng chú tâm quan sát là cái nó tự động nó ứng ra từ nơi cái mà từ tánh sáng suốt định tĩnh trong lần này, cái tánh biết này. Tánh biết thì từ nó có, mình không có tạo ra cái tánh biết được, mình sinh ra là có tánh biết rồi, cho nên tánh biết là vô ngã. Cái sáng suốt định tĩnh trong lần này nó cũng vô ngã, phải không? Bây giờ nó ứng ra thần trọng chú tâm quan sát. Bây giờ này lái xe mà thần trọng chú tâm quan sát là vẫn tốt hơn, phải không?
nấu ăn mà thần trọng chú tâm quan sát là tốt hơn phải không? Đi đứng nằm ngồi gì mà thần trọng chú tâm quan sát là tốt hơn phải không? Vậy thì từ nay cái từ tánh giới định tuệ này nó sinh ra một cái gọi là tùy dùng giới định tuệ. Cái này là giới này. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Cho nên mình gọi là minh sát tuệ. Minh sát tuệ tức là quan sát một cách rõ ràng minh bạch, gọi là minh sát tuệ. Nên mình cứ nhầm lẫn là đi hình hành minh sát tuệ theo cái trường thiền này gọi là minh sát tuệ, đó là cái phương pháp của trường thiền đó chứ không phải là minh sát tuệ. Có thể là cái phương pháp đó nó phản ánh một phần nào cái minh sát tuệ, nhưng đó chưa phải hoàn toàn là minh sát tuệ, vì đã rơi vào phương pháp tức là đã bị giới hạn lại rồi. Còn trong đời sống là nó hoàn toàn tự nhiên. Nguyên cái chữ pháp á, chữ tham mô đó là pháp á, là trong đó nó đã có cái tính chất tự nhiên của trong đó rồi. Tham ma đó là một trong những cái nghĩa, tham ma là thực tại, là tự nhiên, là vàng pháp. Cho nên á, có một cái đức tính của cái tham ma này là xã pha vá. Xã pha vá là như nó là. Chứ pha vá là pha vá tí, tức là tu bi, đồng từ tu bi là. À. Chứ xã này là đúng như nó là. Đó, là một cái đức tính của cái chữ pháp này á, là gọi là xã pha vá. Hay là dạ tha phu ta. Phu ta cũng là pha vá. Phu ta cũng là. Dạ tha là như vậy. Tức là như thì này, cái này là như thì này. Như thì là la đó. Cho nên Krishnamurti ông gọi là cái đang la. À, trong cái cuốn của ông Nietzsche, ông nói là cái ông Zarathustra đó, ông mới đứng giữa trời đất, ông mới hỏi thượng đế là ai. Nghe có tiếng vọng lại là ta là cái ta là. Ta là cái ta là, ta là cái đó, tức là bạn là cái đó. Đó, hay là cái này là cái này, tức là như thị. Dạ tha phu ta là như thị, tức là ta là cái ta là. Cho gì nữa, cho thượng đế hỏi thượng đế là ai. À, ta là cái ta là. Cho nên vị thiền sư nó mới nói là chị nhớ trên đầu một chữ như, nó bây giờ không cần nhớ trên đầu nữa, chữ như là được rồi. Không cần nhớ trên đầu. Thần trọng, trong cái bài kinh Tăng Chi Bộ Kinh á, cái pháp thứ nhất, pháp đầu tiên á, Phật nói là có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng. Thần trọng tức là không phóng dật, không dễ vui, không buông lung, là thần trọng. Như vậy thần trọng là vốn là nó đã từ có trong mà nó ứng ra. Bây giờ khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, thì Chư Tăng mới hỏi Đức Phật là bây giờ đại cái là Đức Phật ngài có dặn dò cái gì cuối cùng. Thì ngài nói là tất cả các pháp hữu vi là vô thường, hãy trồng chớ có phóng dật. Như vậy là cũng là thần trọng. À, vì vậy cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát này, bây giờ trong thiền Vipassana thì nói là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái cụ thể cái thực ra cái chánh niệm tỉnh giác là nó không làm gì cả. Chánh niệm tức là trở về với thực tại, và tỉnh giác là mình phản ánh cái thực tại đó một cách trung thực, nghĩa là nó như một tấm gương, anh thấy như thế nào là thấy như vậy thôi. Ví dụ anh thấy bây giờ thầy đang đi thì thấy là mình đang đi vậy thôi, chẳng có gì cả, ngoài ra không còn gì nữa hết á. Thế hệ mà còn một cái gì á là mệt á. Còn cái đó là còn cái bạn ngã tham sân si gì đó là mệt á. Nó chỉ đi là đi thôi, đi với đi thôi á. Thì lúc đó đó cái tuệ đầu tiên của Vipassana đó là thấy chỉ có danh sắc, mà danh lúc đó là tánh biết,
sắc lúc đó là cái đang đi. Thế con chứ con cái tuệ gì đâu, thiền tuệ gì đâu, nó sẵn về rồi chứ đâu có cái gì, nó đương nhiên là vậy rồi thôi. Cho nên nếu khi mình đi mà không còn cái bản ngã lãng vạc ở đâu đó nữa, không còn cái ảo tưởng gì đó nữa, chỉ có đang đi thôi, thì lúc đó chỉ còn danh sắc. Thì tuệ đó là chính là tuệ danh sắc, thấy danh sắc đó. Mà danh á không phải là danh sắc bình thường đâu. Thực ra lúc đó ví dụ như mình sân, sân cái thì cái tâm nó, cái quả tim nó đập đập. Như vậy sắc lúc đó đó là tim đập, và danh lúc đó là sân. Nhưng mà thực ra đó, trong cái pháp tu này á, thì lại là cái mà đập đập á, thì mình coi, mình thấy đó là thân. Cái mà mình nổi sân á, cái đó mình coi là tâm. Nhưng mà cái thấy nó vẫn thấy được cả thân lẫn tâm đó. Cho nên cái tánh biết ở đây thầy là nói là không nói cái đó, mà thầy nói tánh biết. À, tức là nó bao trùm lên trên cả cái mà thân thọ tâm pháp đó. Thì cái đó chính là cái mà Đức Phật ngài chỉ về cái tánh niệm tỉnh giác là cái đó, chứ không phải là tánh niệm tỉnh giác là mình đem cái tâm của mình ra, của cái bản ngã ra mà lăng xăng mà đi tìm cái này tìm cái kia rồi cố gắng cái này cố gắng cái nọ mà gọi là tánh niệm tỉnh giác đâu. Đó là bản ngã làm, chứ không phải là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nhớ tôi kỹ cái chỗ đó nữa. À, nhưng mà không sao, bây giờ nếu mà lỡ còn bản ngã đó thì cứ làm cái việc gì á, bởi vì mình chưa chánh niệm tỉnh giác được. Nếu mà còn bản ngã là không thể nào chánh niệm tỉnh giác. Cho nên á, bây giờ dễ lại một chút xíu, đó là thần trồng chú tâm quan sát. Nhưng mà thần trồng chú tâm quan sát á, như thầy hồi nãy thầy sợ gì mà thầy nói con nên làm như vậy á, để chứng minh rằng thần trồng chú tâm quan sát là chuyện tự nhiên chứ không phải là do bản ngã làm ra. Như vậy á, khi con thần trồng chú tâm quan sát á, vẫn là vô ngã, vẫn là từ cái tánh biết sáng suốt định tịnh trong lành mà ứng ra. Cho nên thầy gọi là tùy dùng giới định tuệ, từ tánh giới định tuệ, tùy dùng giới định tuệ. Còn sau này đó, 60 vị A La Hán lúc đầu á là chỉ có từ tánh giới định tuệ và tùy dùng giới định tuệ thôi. Sau này á có nhiều người vô tu rồi còn tham lam sân hận si mê đủ thứ hết trơn á. Cho nên tham ăn thì Đức Phật ngài đặt ra giới luật về ăn. Tham ngủ thì ngài đặt về giới luật về ngủ. Thành ra lúc đó nó có một cái giới định tuệ thứ ba, đó là chế định giới định tuệ. Cái chế định giới định tuệ này á là giống như là người nào bệnh gì thì cho uống thuốc đó vậy thôi. À, thế còn cái giới định tuệ đó đó là cũng giống như mình bây giờ mình đau buồn mình mới uống thuốc chứ không đau buồn thì thôi. Cho nên á, nếu một cái người mà đã trở về với cái từ tánh sáng suốt định tịnh trong lành và tùy dùng mà ứng ra thần đồng chú tâm quan sát á, thì cho dù không cần không có giới luật gì cả, người đó vẫn đắc đạo, vẫn đắc đạo quả, không cần tu thiền định đồng đồ gì hết á, vẫn đắc đạo quả như thường. Tại vì ở trong này á, giới định tuệ nó đã có sẵn ngay trong từ tánh rồi, chứ không phải là cái giới định tuệ mà do bản ngã mà tạo ra. Coi chừng cái giới định tuệ do bản ngã tạo ra đó thì nó vẫn là cái đường tu của là Bà La Môn đó, nhớ chú kỹ nữa. Vậy thì á, khi mà mình thận trọng chú tâm quan sát á, ví dụ như thế này, bây giờ thầy coi thử rót nước tới cái đầu rồi để lấy lên uống đó, để xuống, hoàn toàn là nó từ sáng suốt định tĩnh trong lành từ ứng ra thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng bây giờ này, khi mà mình thực sự tròn vẹn với thế này á, tức là không chạy theo bản ngã, bởi vì lúc này mình đang thuần theo pháp, cái tánh biết đang thuần theo pháp, thấy không? Như vậy là không phải là hành theo, không phải làm theo bản ngã tham sân si. Như vậy á, tức là chánh là tinh tấn, không chạy theo bản ngã tham sân si, tức là tinh tấn, phải không? Và tròn vẹn làm việc này tức là chánh niệm. À, và làm việc này một cách với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, tức là tỉnh giác. Như vậy á là mình thần trọng chú tâm quan sát thì tự động nó chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà mình đem cái bản ngã ra mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là một tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của bản ngã, chứ không phải là của từ tánh ứng ra.
coi chừng cái đó là cái mà sở dĩ mà thầy nói dài là để thầy cố gắng chỉ ra cái này này. Tức là tu làm sao mà ở trong đó không có cái bạn ngã tu, mà mình vẫn sống bình thường, nhưng mà trong tất cả mọi hoạt động của mình đều là thần đồng chú tâm quan sát đàng hoàng, đều là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đàng hoàng. Mà cái đó đó chính là cái mà phát xuất từ cái từ tánh vốn sáng suốt định tĩnh trong lành. Đây là thầy nói ba yếu tố chính thôi. Thế còn á, khi có sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì tất cả từ bi hỷ xả nhẫn nại gì tất cả mệt cái đó đã đầy đủ. Cho nên ngài Huệ Năng mới nói là hà kỳ từ tánh bổn từ cụ túc. Bởi vì khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình đâu có sân, phải không? Không sân tức là tâm từ rồi. Mình đâu có không sân tức là mình không có đối kháng lại với một cái gì cả, tức là mình nhẫn nại rồi, phải không? Đó. Không chạy theo bạn ngã tức là mình tinh tấn rồi. Thế là trong đó nó đầy đủ hết trơn, giờ muốn nói cái gì nó có hết trơn hết trời trơn rồi. Thầy đó hôm nay á là cái chủ đích của thầy á là giới thiệu một pháp tu mà ngay nay mình có sẵn hết trơn rồi, bây giờ cứ ứng ra mà tu thôi. Thì trong cái ứng ra mà tu đó thì nó sẽ phát hiện ra hai thứ. Một á là phát hiện ra cái hành trình của bản ngã, và hai là phát hiện ra pháp lại cho sự vận hành trung thực của pháp. Đó gọi là thiền, chứ không phải thiền gì cả. Thiền tức là lấy cái tánh biết này này, mà ngay nơi tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành này này, mà ngay nơi mọi hoạt động thấy cái gì là bản ngã, thấy cái gì làm cái hành trình khởi lên cái bản ngã là thấy liền đó. Cho nên á, ở bên thiền tông á mới có 10 bức tranh trăng trâu, tầm ngưu á. Thực ra là bây giờ khi mình cứ thần trọng chú tâm quan sát, mình làm, mình cầm ly, mình uống nước rồi đại khái về đó là ngay nơi đây này, ngay nơi đây á mà bạn ngã khởi lên thấy liền. Ngay nơi cái việc làm này này mà bạn ngã khởi lên là thấy liền. Cho nên á, khi mình tròn vẹn với pháp thì chính lúc đó đó là mình, mặc dù mình đang sống hoàn tròn vẹn với pháp, nhưng mà cái tánh biết đó nó sẽ phát hiện lên cái bạn ngã khởi lên lúc nào. Đó là tầm ngưu kiến tích, tức là thấy ra cái dấu vết của cái bạn ngã. Tìm con trâu là tìm bạn ngã đó. Rồi bây giờ kiến tích là thấy được cái dấu vết của bạn ngã. Rồi kiến ngưu tức là thấy ra cái bạn ngã. Thấy ra bạn ngã thực ra là thấy ra cái như cái sa mật ti là ông thấy bạn ngã đó. Ông thấy là tư tưởng, thời gian khởi lên, đó là bạn ngã. Có một cái lần có người hỏi cái sa mật ti là ngài ví dụ một cái cụ thể cái gì đó để chứng là cái bạn ngã nó lúc đó nó làm sao. Lúc đó là có chiếc xe hơi chạy qua, thì cái sa mật ti nói như thế này: nếu như mà mình thấy cái chiếc xe hơi chạy qua không có phản ứng, không có vấn đề gì cả, thì không có bạn ngã. Nhưng mà nếu tự nhiên nói phải chỉ mình có một chiếc xe hơi mà lái đi như vậy thì có bạn ngã liền. Đó là cái gì? Đó là tư tưởng khởi lên. Phải chi mình có một chiếc xe hơi tức là tư tưởng. Mà khi tư tưởng đó nó phải chi mình có tức là mình chưa có thì phải là mai mốt có. Như vậy tạo ra thời gian. Như vậy tư tưởng, thời gian, bạn ngã và khổ đau phát sinh cùng một lúc. Nói theo kiểu Krishnamurti hoàn toàn chính xác. Cho nên á, phát hiện ra hành trình của bạn ngã. Thực ra bạn ngã là không có thực, nó chỉ là tư tưởng, nó chỉ là ý niệm, cho nó không có thực. Cho nên nó không cần gì mà phải diệt nó hết trơn á. Chỉ cần thấy ra cái dấu vết của nó. Thấy dấu vết của nó qua tư tưởng, qua thời gian, qua tư tưởng, qua cái bạn ngã tham sân si đó. Cho nên á, người Đông phương mình á có đưa ra bốn cái
để mà thấy ra cái dấu hiệu của bản ngã. Một là hữu ý nè, hữu ý nè. Hay mà có một ý khởi lên, tức là tư tưởng đó, nói Krishnamurti là tư tưởng đó. Có một ý đồ khởi lên thì liền có phải là cái gì nữa. Ví dụ như bây giờ ông đang thấy chiếc xe, ông có cái ý là phải chi mình có chiếc xe, tức là có ý đồ đó nè. Có ý đồ thì phải chi có chiếc xe thì phải có tiền, phải có chỗ bán xe, phải có chỗ bán xăng, cái ví dụ đó, tức là nó phải có nhiều điều kiện thì cái đó mới mua xe được. Mà nhà mình phải có gara đó, đại khái vậy. Phải có tài xế, phải đi học lấy xe. Tất nhiên là khi đã có một ý thì phải có rất nhiều tất. Tất tức là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, phải thế đủ thứ đó. Hoặc là bây giờ mình nói tự nhiên đang lẽ như thế này là được rồi. Tâm bình hà lao trì giới, hành trực hà dùng tham thiền. Nói như ngài Huệ Năng ngài nói vậy là đúng rồi đó. Bây giờ tự nhiên mình muốn tham thiền, muốn tham thiền là hữu ý đó nè. Mà muốn tham thiền ấy, thì phải có giờ để ngồi, phải có chỗ để ngồi, phải đủ thứ hết trơn, phải đừng ăn no quá, đừng có đói quá, phải tắm rửa sạch sẽ, phải thế này thế kia, là có vô số cái phải để đưa ra cho cái ngồi thiền đó. Như vậy ấy, là mình tự ràng buộc mình, hữu cố tức là khi mà đã phải thế này, phải điều kiện phải thế này thế kia rồi ấy, thì là tự mình ràng buộc vào trong đó. Từ mình rao được vào trong đó là bạn ngã rồi, chẳng ai hết. Lúc đó là bạn ngã, chẳng ai hết. Đó, hành trình của bạn ngã đó. Cố tức là cố chấp á. Cố tức là nó bị rơi vào cái tình trạng bị động như vậy. Thí dụ như bây giờ thầy nói lại cái chuyện, thí dụ thích ngồi thiền. Thích ngồi thiền là hữu ý nè. Mà thích ngồi thiền thì phải có điều kiện này điều kiện kia, mà nếu không được cái điều kiện đó thì làm mình bực mình, phải không? Bởi vì nó, ví dụ như bây giờ trong cái tu viện đó không ai ngồi thiền cả, mình tự nhiên mình ngồi thiền thì tất nhiên là trái với cái điều kiện sẵn có, cho nên nó phải có thế này, phải có thế này là hữu tất rồi. Bây giờ một là mình phải có cái điều kiện đó mình mới làm được, nếu không có điều kiện đó không làm được, và nếu mình làm được thì mình sẽ ôm giữ cái đó. Chưa làm được á thì mình ràng buộc vào cái chuyện mình phải làm cho được. Mà làm được rồi á thì mình phải ràng buộc vào cái mình phải giữ gìn nó. Như vậy là hữu cố. Tất cả những cái đó là bạn ngã đó. Đó, nhìn ra cái bộ mặt của bạn ngã đó là qua những cái dấu vết đó để mà thấy. Khi đó đó là bắt đầu là kiến ngưu, tức là thấy ra bản ngã rồi đó. Kiến ngưu rồi đó, là đắc ngưu. Đắc ngưu tất nhiên là bắt được nó. Bây giờ ấy, tâm khởi lên biết liền. Đó, cho nên niệm tâm là vậy, niệm tâm tâm khởi lên biết liền. Thân là thân thôi, thân đi là chỉ có thân thôi, cảm thọ là chỉ có cảm thọ thôi, tâm là khởi là chỉ biết thấy tâm thôi. Vận hành của thân tâm là chỉ thấy vận hành thân tâm thôi, chẳng có gì khác. Ở đó nếu có một cái ý đồ bạn ngã khởi lên cái là nắm được liền. Như vậy là coi như là đắc ngưu. Bây giờ mình cứ tiếp tục là thần trọng chú tâm quan sát á, thì lúc đó đó là mình đã cái bạn ngã nó cứ khởi lên là mình đưa về, tạ trở về. Các ngã trở lên là dập đèn liền, là kỳ ngưu quy gia, tức là cưỡi trâu về nhà, tức là đưa trâu về nhà. Và vong ngưu tồn nhân, tức là không còn ngã, chỉ còn pháp thôi. Bây giờ là chỉ thần trọng chú tâm sống thuần pháp thôi. Mà nhân ngưu câu vong, tức là bây giờ không cần là pháp, cũng không cần ngã nữa, bởi vì ngã nó mới là dắt mình đi lúng túng á. Bây giờ mình đã trở về với pháp, mà thuần thuộc được với pháp rồi, thì lúc đó
buông, pháp cũng buông luôn. Cho nên đó là nhân ngưu cầu vọng. Phạm bổn hoàn nguyên, phạm bổn hoàn nguyên thì giống như thầy nói là bây giờ ngay tại đây và bây giờ mà mình đứng đây mình tròn vẹn như thế này, chánh niệm chánh giác, tức là hoàn toàn tròn vẹn với đang làm, mà cũng không cần phải là đang làm nó là cái gì, mà cũng không có ngã, tất nhiên là trong đó không ngã cũng không pháp, là phạm bổn hoàn nguyên. Phạm bổn hoàn nguyên thì là nhập truyền thủy thủ, nhập truyền thủy thủ người ta dịch là thông tay vào chợ. Tại sao thông tay? Tại tại là bây giờ đâu có làm gì nữa, thông dòng tự tại thôi, mà đi vô trong đời này chứ không phải là niết bàn là mình đi chỗ khác, tức là cũng ngay trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này này, nếu mà mình vẫn là tự tại vô ngại là nhập truyền thủy thủ, thì nói chung ở đây vẫn là thấy ra được cái bản ngã, tìm ra cái bản ngã, thấy ra được bản ngã, để loại cái bản ngã ra rồi á, thì lúc đó chỉ còn pháp. Và cũng không còn, bởi vì lúc đó đó có một cái điều mà mới vừa rồi đây có một người Phật tử nhắn tin cho thầy nói một câu như thế này: bấy lâu nay á là con thấy ra cái bản ngã rồi, và con không còn để cho cái bản ngã nó chi phối con nữa, nhưng mà con mới phát hiện ra bây giờ bản ngã là pháp. Hay quá, cái này là tốt quá, vậy là đúng, đúng rồi đó. Cho nên á, bây giờ mình bỏ cái ngã đi, nhưng mà thực ra bây giờ mình là bắt đầu chấp cái pháp này. Nhưng thực ra bây giờ pháp này cũng bỏ, cũng có cái gì để mình phải giữ bất kỳ một cái gì hết á. Tức là đúng là đói ăn khát uống thôi, chứ không cần phải gì nữa hết trơn á. Thì lúc đó ngã cũng không mà pháp cũng không, thì lúc đó mới thông dong tự tại được. Thì có một cái thế này, bây giờ mình cứ thần trọng chú tâm quan sát, khi buông ra được thì mình sáng suốt định tĩnh trong lành, cứ để tự nhiên sáng suốt định tĩnh trong lành, đi đứng nằm ngồi ăn uống tất cả mọi cái gì đó cũng sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Nếu mà làm một việc gì đó cần sự thần trọng chú tâm quan sát thì nó sẽ tự ứng thần trọng chú tâm quan sát ra. Cái pháp tu vô ngã là như vậy đó, tự động đó. Và ngã cứ vật đề đó cho mình cũng cần phải diệt nó, bởi vì nó là để đó để mình mới là khám phá để thấy được cái hành trình của bạn ngã như thế nào. Cho nó là bây giờ mình ngay khi mình mà thần trọng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là không có bạn ngã, nhưng mà cái bạn ngã nó trở thành ngũ ngầm, gọi là anusaya, tức là nó ngũ ngầm. Ngủ ngầm thì nó nhiều khi nó xuất hiện ra một cái lúc bất thần, nó xuất hiện ra là bạn ngã, mình đang vô ngã đàng hoàng ấy, tự nhiên phát ra cái bạn ngã hồi nào cũng hay, vô thức. Nhưng mà không sao, vẫn cứ bình thản, cứ thấy rồi một hồi á là hóa giải tất cả. Cho nên lúc đó tại sao, lúc đó Đức Phật nói cái tuệ chỉ thấy cái tuệ sinh diệt thôi, tức là sau khi thấy danh sắc thì đến cái tuệ thấy sinh, thấy diệt, thấy sinh diệt, thấy diệt. Mấy cái tuệ liên tiếp. Là đó nè. Thấy sinh, thấy diệt, thấy sinh diệt, thấy sinh diệt, rồi thấy diệt. Nó mấy cái tuệ liên tục. Tức là nó rõ ra thôi, rõ ra cái sự sinh diệt đó thôi. Thì cái sinh diệt đó nó có hai cái sinh diệt. Cái sinh diệt của cái pháp mà trùng trùng dương khởi tự nhiên, với là một cái sinh diệt của cái ảo tưởng bản ngã. Đó, cái việc tu hành chính là khám phá ra cái này, chứ không phải tu hành để đạt được cái này cái kia gì hết á, để khám phá ra cái này, để mà không còn một cái ảo tưởng của bản ngã nào nữa, thì trả lại cho pháp rồi, không còn gì nữa cả, thì pháp cũng buông luôn, thì lúc đó là ung dung tự tại. Thì á, trong khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trong khi mình thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, đừng có để bạn ngã cố gắng xen vào, nhớ đó. Bạn ngã cố gắng xen vào là phải phát hiện liền. Làm sao mà để phải trả lại cái tự nhiên cái đã. Trả lại cái tự nhiên xong rồi á, thì á, lúc đầu á, nó vẫn còn một cái cố gắng hơi vẫn còn chủ quan, tức là có lúc á
thì nó là tự ứng. Có lúc thì từ sáng suốt định tĩnh trong lành nó ứng ra cái thần đồng chú tâm quan sát. Cũng có lúc á, bản ngã vẫn xen vào, nhưng mà không sao, cứ để về mà thấy, chứ không đừng có gì sợ hết rồi. Thì bỗng nhiên có một hôm, tức là dần dần nó tự nhiên lại đó, đến cái lúc nó tự nhiên nó ngưng hết, tức là nó tự nhiên nó rơi hết, tức là mình cũng không cố gắng và không có gì cả. Thì lúc đó đó chính là cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành hoàn toàn tự chiếu, là vô ngã đó. Thì cái lúc đó đó, cái người nào mà là thấy được cái tình trạng đó đó, thì cái người đó được gọi là ngộ. Ngộ tức là thấy ra được cái pháp vô ngã, mà mình vẫn sống bình thường, mình vẫn đi đứng, mình vẫn làm đứng đó. Nhưng mà có một cái á, là nó giống như mình nó buông được cái mà cái tư tưởng, cái bản ngã, cái mọi ý đồ, mọi cố gắng chủ quan đi á, thì tự nhiên người nó có cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, và mình có cảm giác tất cả mọi cái pháp chung quanh đều là sáng rõ và tự nhiên. Thằng thái đó là bắt đầu là hoàn toàn tự nhiên rồi đó. Trong cái tâm thái như vậy á, tức là cái thái độ của tâm, thì khi cái thái độ tâm mà nó buông ra cái bản ngã tham sân si rồi á, thì tự nhiên nó vắng bặt. Mà vắng bặt lúc đó là tự nhiên, thì lúc đó mới thấy ra được cái tánh biết nó tự chiếu như thế nào. Còn lúc đầu mà thầy nói như vậy á, mà về mà thần đồng chú tâm quan sát đó, nó vẫn còn là cái tánh biết, nhưng mà mình còn dùng ra. Còn bên này á, là tự nhiên nó vắng bặt, nó từ thấy à. Thì tự nhiên bắt đầu mới biết là tu là thế nào. Thế còn trước đó đấy, thì vẫn là cứ bị cái bạn ngã lôi đi hoài mà không hay. Nhưng mà không sao, cứ để bạn ngã về mà quan sát mà thấy, chứ cũng đừng sợ. Đừng có sợ, đừng có tính toán sao chỗ bạn ngã chỗ nào không bạn ngã, đừng có tính toán như vậy. Cứ tự nhiên vậy thôi. Bởi vì á, cho dù khi mình có bạn ngã thì tánh biết sáng suốt vẫn cứ thấy như thường. Nhớ dùng như vậy. Cho dù lúc đó có bạn ngã đi nữa thì tánh biết nó vẫn cứ thấy. Và chính cái tánh biết này mới soi sáng để cho mình thấy ra được cái mà cái bạn ngã đó như thế nào. Bây giờ nhớ nghe, tức là nãy giờ là thầy đã chỉ cái cách tu rồi đó. Bây giờ cứ về, cứ thấy ra là cứ về mà tu tập như vậy. Bây giờ là để cho mọi người hỏi thêm, vì tuần sau là chúng ta nghỉ một tuần, tại vì thầy đi ra Đà Nẵng dự một cái lễ khánh thành một cái ngôi chùa, và đồng thời sẵn đó thầy ở lại một tuần để mà mở một khóa thiền ở ngoài đó. Cho nên là chủ nhật tới là nghỉ một tuần, rồi sau đó học lại. Có ai hỏi gì nữa thì hỏi. A Di Đà Phật, thưa bạch thầy, con có câu hỏi là thầy mới vừa nói là tu mà không có tu gì hết, như vậy giờ sao thầy nói là mở khóa thiền, cho nên con muốn thiền. Mở khóa thiền tức là bởi vì cái chữ thiền á, bữa hôm trước thầy đã nói rồi, chữ thiền đó là vipassana, tức là thấy ra minh bạch. Cho nên bên thiền tông thì nói là kiến tánh. Kiến tánh tức là thấy ra cái thực tánh, thấy ra sự thật. Thì trong cái chữ kiến tánh đó là lấy từ cái từ mà vipassana này đó, tức là passana là thấy, vị là rõ ràng minh bạch. Rõ ràng minh bạch tức là như này, giờ thầy đã chỉ rồi, tức là không có gì che lấp. Vì vậy á, nếu mà thầy không có chỉ, nếu thầy không có hướng dẫn á, thì người ta vẫn cứ đem bạn ngã ra tu hoài. Cho nên hướng dẫn khóa thiền có nghĩa là chỉ cho người ta thấy đâu là bạn ngã, thấy đâu là cái đạo pháp tự nhiên, để cho người ta là lấy ngay trên cái tánh biết tự nhiên đó để mà thấy pháp. Thì đương nhiên là phải có chỉ, cũng như Đức Phật ngài cũng phải dạy cái 45 năm ngài giảng thuyết để làm gì? Thực ra là để khai thị. Khai thị tức là sao? Khai thị tức là mở ra, chỉ bày ra cho thấy. Thì bây giờ thầy mở một khóa thiền có nghĩa là cũng giống như ở đây thôi, tức là ra ngoài đó là thầy sẽ giảng ban đầu để chỉ cho thầy pháp là cái gì, rồi tu làm sao sao sao, nó để cho người ta thấy ra để người ta tu. Nhưng mà khi tu đó
thì giống như thầy đã nói đó, tức là chỉ cho họ thấy như vậy đó, tức là gọi là hành thiền cái sáng chứ không phải. Nhưng mà ví dụ như sau này này, ở đây khi thầy xây dựng xong rồi thầy sẽ mở các cái khóa thiền, có người thì ở gần đây thì cứ đến nghe giảng xong rồi á là về hiểu, thấy đã xong rồi là về hành thôi, không cần phải ở lại. Còn có những người ví dụ như ở ngoài Bắc hoặc ở bên Mỹ về đây thì đương nhiên họ phải có chỗ ở lại, thì thầy sẽ cho ở lại họ một khóa 8 ngày chẳng hạn, thì họ sẽ ở lại đây 8 ngày. Thì trong 8 ngày đó thầy vừa giảng như thế này, vừa là trong sự đó, tức là họ ví dụ như họ đi ngồi thiền, hoặc là họ đi quét nhà, hoặc là họ đi kinh hành, hoặc là họ đi làm gì, tất cả cái sinh hoạt đó đó, thì qua cái sinh hoạt đó đó là họ phải biểu hiện được những cái điều mà thầy hướng dẫn để chỉ cho họ đó. Thì cái đó gọi là thiền thôi. Thiền thì không phải là từ giờ này đến giờ này là phải ngồi thiền, từ giờ này đến giờ này phải đi kinh hành, không cần như vậy. Tức là thầy sẽ đưa ra một số những cái hoạt động trong cái thiền đó, ví dụ như quét sân, nấu ăn, lau chùa, là ngồi thiền, đi kinh hành, hay là làm tất cả, tức là có một số ai chọn cái gì thì chọn, tức là chọn cái gì mà để mình qua đó mình thể hiện được cái pháp tu này là được. Có người là họ tình nguyện bây giờ con không cần ngồi thiền, con hơn nữa con ngồi thiền đau chân lắm, rồi để con tình nguyện ra quét, nhưng mà vẫn quét trong sáng suốt định tĩnh trong lành, quét mà thần trọng chú tâm quan sát, quét mà tinh tấn chánh niệm tích giác, tức là thiền cái gì nữa. Và trong cái quét đó này, bây giờ này quét coi một cái, tự nhiên con lá nó rớt xuống một cái nội sân. nội sân là biết rồi á. Biết là cái tâm nó đã sân khởi lên đó. Thì cứ cái đó để mà mình đọc ra tất cả những cái tín hiệu mà nó phát ra từ cái thân tâm này như thế nào, đơn giản vậy thôi. Khi mình đọc được hết tất cả những tín hiệu đó thì mình sẽ thấy ra được cái nào là bản ngã, cái nào là pháp, vậy thôi. Khi mình thấy rõ ràng minh bạch ra rồi đó thì tự nhiên mình vắng bạc mà vẫn thấy rõ ràng. Cái lúc đó mới là bắt đầu thấy là thiệt là đúng rõ ràng, không có làm gì cả mà tự nhiên đi đuôi đi tới vẫn là rõ ràng minh bạch đâu hết nữa. Có một cái cậu thanh niên ở ngoài Bắc á, nghe thầy dạng cũng ra ngoài Bắc, thầy mở một khóa đó, cậu nó nghe xong rồi á, sau đó cũng hành, nhưng mà cái hành trật lắc hết. Trật nhưng mà rồi cậu lại lên trang web hỏi là thầy lại điều chỉnh rồi hỏi, tức là điều chỉnh nhận thức, tức là khi nào mà nhận thức chút thực đúng rồi á thì tự nhiên họ sẽ làm đúng rồi. Cho nên gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tu chẳng qua là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhận thức đi đến chỗ hoàn toàn gọi là minh túc, hành vi đi đến chỗ hoàn toàn gọi là hành túc. Cho nên Đức Phật được gọi là minh hành túc đó. Tức là cái quá trình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Thì nhiều khi dạng xong 7 ngày rồi á vẫn chưa nhận thức đúng, tức là có hiểu ra nhưng mà nắm cái gì đó nó trật trật chút xíu, rồi khi mới làm cái trật trật chút xíu đó đó nó mới ra cái thực. Lúc đó thầy mới nói là do cái tâm gì, do cái sai chỗ nào, chỉ ra cái là nó điều chỉnh lại được liền. Nó rất dễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch sư, dạ con có một cái điều này con cũng chưa có rõ lắm, có nghĩa là ứng dụng vào trong cái công việc học tập. Thì như sư nói là cái tự tánh của mỗi con người thì đã có sẵn trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Từ cái chỗ đó đó là có thể là đi vào dụng là thận trọng, chú tâm, quan sát. Như vậy thì với một đứa trẻ, khi mà ứng dụng cái điều này vào trong cái việc học tập của một đứa trẻ thì nên như thế nào để hướng cái đứa trẻ đó nó có thể phát triển được cái tự tánh này trong học tập? Mô Phật. Dạ con nhờ sư chỉ cho con ạ. Cái này nó rất đơn giản, tức là thế này. Thực ra trong tất cả mọi cái sinh hoạt, dù là học tập hay là lái xe hay là làm bác sĩ hay làm cái gì á, bất kỳ làm cái gì, hễ mà người nào mà thần trọng chú tâm quan sát tốt á thì người đó là cái học hay là cái làm nó sẽ là hiệu quả.
phải không? Ví dụ như một ông bác sĩ mà ông mổ xẻ cho người ta mà ông thần trọng chú tâm quan sát, hay là một em học sinh mà thần trọng chú tâm quan sát để mà học bài vợ của mình, thì chắc chắn là hiệu quả cao nhất. Đó, cái nguyên tắc vẫn là nguyên tắc là chánh niệm tỉnh giác, phải hiểu rõ cái nguyên tắc chánh niệm tỉnh giác. Tức là ví dụ như học bài thì tròn vẹn phải học bài, tức là chánh niệm. Tâm chỉ có lo học thôi, chứ cái tâm đừng có nghĩ tới chuyện đi chơi, đừng có cái bị chi phối bởi chuyện gì khác, thì lúc đó nó vừa là tròn vẹn với cái việc học bài và vừa là trong sáng với cái việc học bài đó. Cho nên là mình mà hướng dẫn cho mấy em mà đúng như vậy đó là mấy em sẽ học rất thành công. Còn tất cả những cái người, vì nhiều người nói với thầy là hồi xưa là con làm việc rồi, là trong khi làm việc nó nhiều khi khổ lắm, tại vì cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, thành nó bị chi phối bởi những cái khác. Trong khi bây giờ con tròn vẹn làm cái công việc của mình đó, thì mình thấy rất là an lạc, rất là tự nhiên, mà cái công việc nó rất chính xác. Cụ thể như một cái người lái xe ngoài đường á, mà người đó mà thần trọng chú tâm quan sát thì khó mà có tai nạn, tại vì người ta chỉ cần lơ là một chút xíu, hoặc là bất cẩn một chút xíu, thiếu chú tâm một chút xíu, thiếu quan sát một chút xíu là gây tai nạn, rất dễ gây tai nạn. Cho nên cái pháp đó cũng dựa trên cái giới định tuệ, mà cái này là hoàn toàn tự nhiên, chỉ là thầy nêu ra cái ngôn ngữ cho dễ thấy, cho dễ hiểu thôi. Thì ba cái điều này nó hết sức quan trọng trong tất cả mọi hoạt động, ở đâu vậy, người tu cũng vậy, tu cũng phải thần trọng chú tâm quan sát. Thầy thấy nhiều người họ rất tin tưởng Phật pháp, họ cứ hành giới định tuệ rất là chính, rất đúng, nhưng mà theo cái mà chế định á, nhưng mà trên cái đời sống thực tế họ vẫn thiếu cái thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên giới luật thì đúng, mà đời sống thì vẫn thiếu cái tính chất tế nhị. Tại vì giờ nói họ cứ giữ đúng giới luật thì thôi, còn cái nào ngoài giới luật thì thôi, là họ cho là ngoài giới luật là không cần phải giữ. Nhưng mà cái thần trọng là khác, thần trọng là cho dù đó là giới hay là ngoài giới cũng đều là thần trọng hết. Cho nên cái pháp này nó có cái tôi cười thế này, nếu mà nói về cái tu hành thì như các vị a la hán là không cần tu nữa. Tôi nói là phàm hành đã thành cũng còn không còn là bỏ gánh nặng xuống, không còn làm gì nữa. Nhưng mà đối với cái pháp đây á, thì cho dù a la hán cũng phải là thần trọng chú tâm quan sát khi đi đứng nằm ngồi, khi làm tất cả mọi sự. Cho nên cái pháp này là cái pháp nó tự ứng trong tự tánh mà ra, chứ không phải là pháp tu. Pháp tu thì có thể là đến lúc nào đó không cần tu nữa, nhưng mà cái này thì lúc nào cũng phải sáng suốt định tĩnh trong lành, lúc nào cũng phải thần trọng chú tâm quan sát, cứ ứng dụng cái thần trọng chú tâm quan sát. Có thể lúc đầu hơi chưa tự nhiên, nhưng mà sau nó tự nhiên rồi thì nó sẽ tự ứng. Thế thì con có một câu hỏi, theo thầy thì những cái điều thầy nói đó, như là thần trọng chú tâm quan sát, thì cái đó chúng ta luôn luôn áp dụng trong đời sống hàng ngày để chúng ta quan sát cái pháp đang vận hành như thế nào và học từ pháp những bài học, có phải không ạ? À rồi, đúng. Dạ. Thế thì thực ra trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có rất là nhiều việc phải làm. Sử dụng thần trọng chú tâm quan sát thì con cũng đã áp dụng rồi. Thì con thấy một điều gì nè, có rất là nhiều việc hàng ngày chúng ta phải làm, và nếu mà để học tất cả những bài học của pháp trong một ngày thì rất là nhiều ạ. Con không thể học hết được. Đó, cái là câu hỏi hay đó. Thực ra nói là học, trên thực tế đó là mình chỉ sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì cái học này đó, Lão Tử nói cái học này rất hay. Lão Tử nói là vi học nhập ích, vi đạo nhập tổn, tổn chi hữu tổn, dị chí ư vô vi. Vi học nhập ích là sao?
Nếu như chỉ tưởng học có nghĩa là để mà hiểu biết ra, để mà tích lũy thêm thông tin hay là thêm kiến thức á, thì cái đó thuộc về là vi học nhật ích. Còn cái học này nó lại khác. Cái học này để mà phát hiện ra cái gì là pháp, cái gì không phải là pháp, cái gì là bản ngã ảo tưởng. Cho nên á, không cần phải học cái gì cả. Trí bất trí thường, Lão Tử nói là trí bất trí tường, tức là cái biết mà không biết gì cả đó, cái đó là cái biết tối thượng. Còn cái biết của mình á, là cái biết mà cái biết của lý trí, cho nên nó phải biết thế này, phải biết thế kia, đó là do cái ham muốn mà biết. Cho nên cái biết đó gọi là sở tri. Sở tri trở thành sở tri chướng. Sở đắc á, thì trở thành phiền não chướng. Cái đó là cái bài cuối, cái bài cuối là thầy sẽ giảng bài đó. Thì ở đây á, cái câu hỏi này để giúp cho thầy xác định một điều. Học ở đây không phải để mà tích lũy thông tin. Bởi vì cái học chính ở đây đó, mà nói theo Lão Tử tức là vi đạo nhật tổn. Vi đạo nhật tổn tức là gì? Tức là bây giờ này, thật ra pháp á, từ nó là như vậy rồi. Pháp là từ nó như vậy rồi. Bây giờ á, chỉ có cái bản ngã nó mới che lấp thôi, phải không? Nguyên tắc là như vậy nè. Vậy thì bây giờ á, trong cái học này đó, là học để thấy ra cái bản ngã che lấp như thế nào, để mà buông cái bản ngã nó đi. Cho nên mới có 10 pháp ba la mật. Bữa nào thầy sẽ giảng cái 10 pháp ba la mật đó. Tức là 10 pháp ba la mật đó là để mà tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Tức là để mà dẹp bỏ cái huyễn, dẹp bỏ cái che lấp. Thì lúc đó tánh biết nó sẽ là rõ ràng thấy rõ một mọi pháp. Thấy rõ mọi pháp chứ không phải là thấy rõ ở đây đó, tức là không bị che lấp. Chứ không phải thấy rõ tức là thấy nó ra. Thí dụ như thế này, bây giờ hai người thấy có một cái cô gái đi ngang qua. Giả sử nhất người mà tâm thắng suốt định tĩnh trong lành, thấy cô gái đi qua, cô cao hay thấp hay là mặc đồ đen hay đồ trắng hay thế nào thì thấy hết. Nhưng mà cô đi qua thì tâm không có một chút cái bản ngã tham sân si nào xen vào. Do đó đó, cô đến thì đến, mà cô đi thì đi, không hề có đau khổ phiền não gì cả. Nhưng bây giờ cái anh thanh niên này này, anh nói là coi thử cái cô này là cô này bao nhiêu tuổi, cô này con nhà ai, cô này cân bao nhiêu ký, cô này là xức cái dầu thơm gì. Tức là biết thật nhiều, biết càng nhiều cô đó chừng nào đó thì anh này càng đau khổ chừng đó. Đó là ví dụ để mình thấy rõ cái học, hai cái học. Một cái học á, là cái học để thấy ra mình, thấy ra cái bản ngã, để không còn cái bản ngã nữa, để mình hoàn toàn giải thoát và tạ pháp lại cho sự vận hành của pháp. Như vậy là mình thấy đúng pháp như thực. Còn bên này đó, bây giờ anh ta tìm đó, cô này bao nhiêu tuổi, cô này con nhà ai, cô này học tới lớp nào, cô này cân bao nhiêu ký. Cứ càng biết nhiều chừng nào thì anh càng khổ chừng đó. Phải không? Cho nên không phải là cái học để biết cái đó. Vì vậy đó, thực ra nói học mà thực ra là cái tâm càng ngày càng trong sáng ra, chứ không phải học để càng ngày mà càng tích lũy bạc. Nên là vi học nhật ích, tức là theo cái học mà học kiểu đời đó đó, thì càng ngày nó càng là đầy tràn đi, tái đầy đi. Còn vi đạo nhật tổn, tức là càng ngày càng phải đổ đi, để cho nó trống rỗng. Cho nên cái tâm mà nó càng rỗng lặng trong sáng chừng nào đó, thì nó lại càng thấy rõ ra các pháp chừng đó. Thành ra cái chữ thấy rõ này đó, phải hiểu cho thật kỹ, hiểu rõ tức là thấy như thực mà không có một cái chủ quan bản ngã nào xen vào. Chứ không phải là thấy rõ có nghĩa là rõ ra cái đối tượng đó là gì thế này thế kia, bao nhiêu thông tin. Không phải là có càng nhiều thông tin về một pháp gọi là học pháp, mà là không có cái bản ngã che lấp chừng nào thì pháp càng rõ chừng đó. Chắc là nó cũng quá nhiều giờ rồi, cho nên bây giờ là để tuần sau nữa chúng ta sẽ gặp lại. Cho nên bây giờ là để tuần sau nữa chúng ta sẽ gặp lại.